Chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu mọi người software cớp của Bằng Phi Tượng Kỳ. Đây thì có cái phần ngôn ngữ thì đã có tiếng Việt rồi. Bản quyền thì nó có những cái đây là cái chế độ học tập, ship của vị trí quân cờ kết nối đánh với các phần mềm. Thì cũng tương tự như phần mềm và tướng thôi. Chúng ta hay chọn bên đỏ, chúng ta chọn bên đen, chọn bên đỏ thôi. Ví dụ như hoặc là chọn chế độ phân tích một cái hình cờ của hai bên. Ví dụ bây giờ chúng ta vô mới bắt đầu, chúng ta sẽ dỡ chốt lên, chúng ta đi lùi, không muốn đi lùi thì nó đây nó có bút khai cuộc, bút khai cuộc đây. Về cái những cái phương án đi thì hầu như là chỉ lựa chọn chút biên, chút 3, chút 7 thôi. Tất cả những cái phương án khác đều là chưa, phương án không tốt. Ví dụ như đây chúng ta lên chốt chút 9 tấn 1. Chúng ta cho nó là chúng ta nhấp chuột phải cho một cái quân bất kỳ chúng ta mong muốn, ví dụ như xe, như nước xe này thì theo bút là sẽ nhảy mã để tránh cho pháo giật. Nhảy mã ví dụ như chúng ta hình cờ là sĩ rồi, chúng ta cho máy bên đỏ, máy nó sẽ tính. Nếu mà chúng ta không thích cái nước đi đó thì chúng ta nhấp vào cái biểu không thích nước chút một, chúng ta nhấp vào cái biểu tượng rẽ nhánh, nó cũng tương tự cái phần mềm cờ tướng thôi. Ở đây là cái nút hối đi, ở đây là nút rẽ nhánh, ở đây là quay về, ở đây là một cái nước để ý. Ví dụ đây khuyến cáo là lên chốt, chúng ta lựa là pháo đi thì tới đây bỏ vô chế độ phân tích, thì tới đây máy chỉ là để máy thì để cho máy suy nghĩ. Cái độ sâu nó càng cao thì cái nước đi nó càng chuẩn. Đây độ sâu 25 thì máy đang khuyến cáo là nhảy mã lên, thì cái bên hậu đang lép khoảng 400 điểm, đang lép khoảng 400 điểm. Hiện tại thì cái lượng người chơi về cốp rất là nhiều, và để muốn nâng cao trình độ thì chúng ta có thể dợp với phần mềm hoặc là dùng phần mềm để đánh lên các trang thiên thiên tượng kỳ để qua đó học những nước cờ của máy để nâng cao cái trình độ. Hoặc là những cái tình huống đổi quân, ví dụ hai sĩ đổi một pháo thì chúng ta lời hay lỗ, hoặc là hai tượng đổi một mã thì lời hay lỗ, thì chúng ta phải dựa vào phần mềm, cho phần mềm đánh giá các hình cờ đó và cho chúng ta sẽ học tập và rút kinh nghiệm. Sau đây là cái bảng giá bên mình cung cấp cái phần mềm, mọi người có thể tham khảo.